Kính thưa quý vị, để tiếp tục đọc lại giáo lý Đức Thầy, chúng tôi xin đọc quyển Kệ Văn của Ngự Cùng, tức là quyển nhì mà Đức Thầy đã viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Mở đầu bằng câu ngồi cùng chí đá nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu ta ra sức dắt diều bá tánh. Kính mời quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi cùng chí đá nhìn cuộc thế, thấy dân mang thương thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô vương, nâng tay ắt xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mây chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá lâu mòn, mùa màng thất đói đau tâm thuốc. Thương hại bay lê dân đất ruột, tám vợ con đôi gắt đừng đeo. Gầm chữ nghèo thường mắc chữ leo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay qua gấp, mãi tiên cờ mỗi phút mỗi thay. Nẻo thẳng chữ như thể tên bay, đường vinh dục gũi mãi một lát. Ai cũng quý giàu đại ra, các ta điên khùng tưởng hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tĩnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiếp trinh mời gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà con lần lượt chẳng chịu mau cái dữ về lành. Làm Phật nhi phải nhớ lòng thành, thầy mới đặng giảm sanh cực lạc. Tương trái mũi trao cao đàm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sao thoát khỏi kinh ma, lại được thấy cảnh tiền nhàn hạ. Trong bãi núi còn nhiều báu là ráng tu tâm dưỡng tâm coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của đăng. Cuộc dương thế ngày nay mong bằng nghe mà sang giàu, còn hiếp mê nghèo nàng phải giả tầng
toàn cầu. Tiếc ta ta dậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khỏi trường. Tưởng nhớ Phật ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thân. Ghét những đứa giàu sang, kêu hành thương những người đòi dắt cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi chồng thế hết suy, coi thành hết lâm quy, đến lúc mới khai hoàng. Tuy tu hành chịu giữ nghèo nàn, sao đất đạo gặp điều cao quý. Mặc ba bánh đời này dĩ nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp quảng cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Phật mặn, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem chuyện thơ chẳng biết hổ người, mà làm thói điêu quyền lưỡi bố. Sao kẻ làm mồi mánh hổ, cạnh núi non nhiều thú dị kỳ. Nó trong ai hiền đức nhu mình, xét phạt kẻ bội cha khoảng chúa. Đến chừng đó tiếng la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học tả đạo làm điều tả mỹ, theo vị đoạn cung kiến tinh tàn. Thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có chết khùng điên chẳng cu. Thầy ba tân nghìn tân em cũ, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời,
ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc cảnh tiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ơi còn xuống bàm trần ấy là thương trăm họ vàng ấy vì thương trăm họ vàng dân nên chẳng kể thâm thân lâu khổ. Dạ quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, dạ bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mượn xác nhằm năm kỷ màu buồn sớm làng cứ ghét đi khùng nếu trẻ già ai biết thì dùng chẳng có ép có nài ba đừng có ham lên mắt hùng anh sợ địa ngục ổn thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đã gặp dịp tu hành niệm Di Đà ráng niệm pháp càng chỉ kẻ hung đồ được thánh thơi nhờ chữ Nam Mô phiền bốn đạo ráng mà trì chi xưa Tây Ba Thất Niên Vũ Ly huống chi ta sao khỏi tiếng đời dòm biến trần cánh khổ vơi vơi lao giới khổ khổ lao chẳng xiết ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt mất cơ đồ lại bị lửa thiêu thương minh vương bắt trước phấn nhiều
lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng sớm muốn nghe thì chết bên. Việc tu tịnh khùng không có ít, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nể vắng dài, cho bốn đạo giấy khoay niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hại nên chồng kinh. Bình ôn dịch cũng đừng mời thân, tội ngũ hành chẳng kha réo kêu. Hãy dình lòng chớ có, hãy dình lòng chớ kha dệt theo. Nỗi xiên xỏ cũng không nó béo, đời muôn hạ ngày nay mộng mèo. Phiền thế trần hại gắn kiên dè, mặt tình ai lên ngựa xuống xe. Ta chẳng có ham nơi phú quý, trong bốn đạo từ nay kim mà chỉ. Đối với nghèo sắp đi đến ở bây giờ, vì thương đời nên lão kể sơ cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng mê ngốc, người đời nay giữ ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim phôn, người hiền đức mới là người tri. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem Ngọc Đế sự phong. Lại giữa kề bệ ngọc vi các lâm, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết lời.
có nghĩ ngơi, mà lê thơ nào đâu có biết. Giải đạo tranh vì thương Nam Việt ở cao miên, vì mến bằng hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính rõ được nhàn chân lý. Trong sao tình nhiều điều tà mê, tu hành mà vì kỳ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chân, lập hội sẽ thành mới gần nơi. Nếu không thời có thấy hoặc trầm khùng dài dân chẳng dám nghĩ ngơi, đi chẳng chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu nhân kẻ tâm đầu ý hiệp, mến nhân ai biết kiếm đạo màu. Cành tây thiên bao ngọc đầy lòng, ráng tu tình tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền uy thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng mi lão, gái bé thờ biết chồng tôi già, gian tỉnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy quạt tiên thần thân.
về không giữ hãy đến cha rắn theo phương hiền đạo sửa làm người sao tà tâm nặng trong nuốt tôi mà bá tánh chẳng lo cải thiện mẹ dương tới hay bài nói quyền sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời tên kinh thánh niệm Phật cõi đời cõi hạ giới gần mấy trời trời ở trầm trống đừng cho nhớ bận dám giữ đừng mong qua nhà cầu tam tùng bồi đai nước ta chữ hiếu nghĩa kẻ trai trôi dèm ghét những kẻ có ăn bọn thèm thương những người đòi gắt lương hiền muốn tu hành thì phải cần chiên tưởng nhớ Phật chớ nên say buồn kẻ vô vi được dân cơm ngồi sao đói lòng chẳng có mà dùng ta yêu đời than thở chẳng cùng mà ba tánh chẳng theo học hỏi đang tìm kiếm những người hiền đức kẻ tâm trí máu mau tình thức kim đạo màu chẳng có hương nhờ chốn hồng trần nhiều canh chốn tổ điểm ta nên xa lành tư đô cường đừng có nhiễm vào người tránh xa mới gọi chí cao xa bốn giấc mang đều nhớ muốn tu tịnh nay đà gặp cột nghe Đức Di Đà truyền mở đạo lành bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy nên nghe khổ lao cùng không có nghe đại niệm nghe cho đời hiểu đằng đạo màu ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tâm tình ít kỳ mau trở lại đừng theo y tà quỷ tham sân si chớ để trong
phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bình còn. Lớp đau chết kể tôi vô sâu đen tà ba hiểu quấy ở chật đường chúng nằm trần nhiều nỗi tạm thương làm sao cứu những người hung khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sống với làng thưa thớt quanh bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp nơi biến dị thương hại dùng phép mồ lập lại thường nói rồi vậy cắt lại việc khi con cùng tỏ chân cho trần hạ từ nơi lao đi lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bốn đạo chúng sanh đức minh dương ngự chốn nam thành đặng phân xử những người tội nghĩa trong giới giới lương bốn đạo rèn lòng đứng ngồi cầm đọc thường nguyện cầu xin độ tốt tâm với ba tâm dạng dân vô sự đời quân hạ nhiều người giữ nên xảy ra lắm mơ sự tai Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương tây tổ kiếp kiếp nếu không quá trời chân đối đầu khó kiếm điên khùng cứu lương hiện chẳng cứu người hôn kẻ gian ác đến sao tiêu diệt nay trở lại như đời trổ kịp hại tôn nhân cho tuy nghèo hèn mà chỉ cao thân được hồi phục nhờ ơn chư Phật hãy thương xót những người tàn tật thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười trên nắp non rộng phủng tốt tươi miền bãi núi mà sao bao quy mặt trời gái trẻ trai gái trẻ già có nghĩ tìm ban cười tôi rất cảm ơn cùng gã đời truyền giải tuyệt hơn chứ bổn đạo chớ nên kinh ghen nay
cùng đã hết già qua trẻ nên giữa đồng bóng lại có trong ở Tây Phương chư Phật ngóng trong chờ bá tánh ngủ nhau niệm Phật làm nhân ái ắt tiêu bình tật vậy hãy bảo tầm đạo thích ca Phật tại tâm trời có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi chúng đục đẽo những cây dây cùi đắp chi măng sơn bất đặt tân ngục a tỳ giữa cái một bên chờ những kẻ tu hành giả dối khuyên sư dạy mau mau cải hối làm vô vi chánh đạo mới màu đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu hãy tìm kiếm cái thông mới có ngôi tam bảo hãy thờ trần nghi đoạn tạo làm chi những cốt giới hình cùng nói cho già trẻ làm tin theo luật tổ chớ theo thần tu khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ thức dậy tìm đạo chánh của cùng đằng sau xem đẹp quốc tranh hùng được sanh sống nhờ ơn kính bề quá phép là biết bao mà kể chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người tôi